Tuyển nữ Mỹ vùi dập Đức tại Olympic 2024. Rạng sáng ngày 29 tháng 7, tại lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, tuyển nữ Mỹ có chiến thắng đậm 4-1 trước tuyển Đức. Sophia Smith phải tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển nữ Mỹ trước Đức. Tuyển nữ Mỹ và Đức đều là những đội mạnh, giàu truyền thống và danh hiệu. Do đó, màn so tài của họ tại Olympic năm nay được nhiều người chờ đợi. Nhưng thực tế lại không như mong đợi. Tuyển nữ Mỹ tỏ ra quá vượt trội, áp đảo nhờ dàn ngôi sao hùng hậu. Trong đó, tiền đạo trẻ Sophia Smith chơi xuất sắc khiến hàng phòng ngự tuyển Đức nhiều lần chao đảo. Cô gái sinh năm 2000 chỉ cần có 10 phút để mở tỷ số sau tình huống đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của đồng đội. Sau đó, tuyển Mỹ vẫn chơi với sự chủ động. Họ phòng ngự chặt chẽ và tấn công cũng mạnh mẽ. Dù vậy, Đức lại bất ngờ có bàn gỡ ở phút 22 sau cú sút xa như trái phá của Julia Quinn. Nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất mà đại diện của châu Âu làm được. Họ vẫn không thể ngăn chặn những pha lên bóng của đối thủ. Đến phút 26, tuyển nữ Mỹ đã tái lập thế dẫn bàn. Lần này, Sophia Smith đi bóng, tì đè rồi dứt điểm khó chịu. Thủ thành Ann-Kathrin Berger bay người cản phá. Nhưng Mallory Swanson kịp lao vào sút bồi ghi bàn. Sophia Smith hoàn tất cú đúp trận này bằng cú cứa lòng ở phút 44. Bóng đập chân hậu vệ Đức tạo ra quỹ đạo khó chịu khiến thủ thành Berger cũng đành bó tay. Sang hiệp 2, đội tuyển Đức vẫn tỏ ra bế tắc và lại còn phung phí những cơ hội hiếm hoi. Trong khi đó tuyển Mỹ vẫn có được những pha lên bóng nguy hiểm. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 89, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Lynn William ấn định thắng lợi đậm 4-1 cho đội tuyển Mỹ. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Emma Hayes gần như cầm chắc vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, họ chỉ cần hòa tuyển Úc là có vé đi tiếp. Tuyển Đức cũng chưa hết cơ hội khi chỉ phải gặp Zambia không quá mạnh ở bảng đấu này. Trong trận đấu cùng giờ, tại bảng A Olympic 2024, chủ nhà Pháp thua đương kim vô địch Canada 1-2. Dù vậy, họ vẫn đang đứng nhì bảng với 3 điểm nhờ trận thắng 3-2 trước Colombia hôm 26 tháng 7 giờ Việt Nam. Canada dù trải qua 2 trận thắng nhưng với việc bị FIFA trừ 6 điểm do hành động do thám đội bóng đối thủ bằng drone, hiện chỉ còn 0 điểm. Đứng thứ 3 bảng A.